Mỹ Trinh rồi, xin chào các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cửa hàng Bạch Long 297 Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Thì các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều đồ chơi công nghệ và cũng giống như là những cái sản phẩm lo như vậy. Thì ở đây rất là nhiều lo, bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái lo di động trước nha. Đây, trên tay mình là cái loa di động. Nếu mà các bạn nào đang sở hữu iPhone X hoặc là các dòng sản phẩm cao cấp khác của cái dòng điện thoại khác đó, thì các bạn sở hữu cho mình một chiếc loa di động này rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Các bạn có thể là thư giãn nghe nhạc sau những cái phút giây làm việc mệt mỏi. Thì trên tay mình hiện tại là loa JBL Clip 3 nha các bạn. Thì bây giờ là nó thiết kế, đây là kiểu hướng thiết kế mới của loa JBL, là có giải vợt dệt ở ngoài màn lo nhưng vẫn giữ nguyên những cái đặc trưng là bass hai đầu. Cái loa này rất là hay, là ở một chỗ có thể kết nối hai cái loa cùng một lúc và mình có thể chuyển đổi qua giữa loa trái và loa phải. Và tiếp đến mình sẽ thêm một cái dòng loa nữa của JBL, đó chính là loa JBL chặt 2. Thì trước đây thì ở đây thì có màu đỏ với màu xám và nó còn rất nhiều màu sắc khác nữa nha các bạn. Những cái chiếc loa di động này thì có thời lượng pin là từ 9 đến 10 tiếng và hơn nữa. Các bạn chỉ cần sạc đầy và đem đi chơi. Và bây giờ mình tới dòng Speed. Thì cái này là Speed Bill. Thì tại sao nó có tên gọi là Speed Bill? Tại vì các bạn nhìn thấy nó có giống viên thuốc không? Thì đó cũng chính là lý do vì sao nó có mang tên là Speed Bill. Những cái loa di động này nó có một cái cổng USB để cho các bạn có thể sạc điện thoại của mình luôn, rất là tiện lợi nha các bạn. Và xong hai cái dòng sản phẩm của Speed và JBL, thì tiếp đến mình sẽ giới thiệu dòng sản phẩm của Remax. Thì Remax này nó có giá tiền tầm trung, các bạn có thể dễ dàng sử dụng nó. Và nó vẫn giống như thiết kế của loa JBL là vẫn có giải dệt ở trước màn lo. Thì nó có nhiều màu sắc như là màu đỏ, màu xanh cớm, màu đen và màu nâu. Với một cái số tiền mà trung bình đó, thì cái độ âm thanh của nó cũng không thua kém gì nhiều so với mấy cái dòng JBL. Và bây giờ mình sẽ tiếp đến là những cái dòng loa gia đình, những cái dòng loa lớn hơn một xíu nha. Bây giờ mình sẽ dẹp mấy cái lo này qua một bên để mình giới thiệu cho các bạn các sản phẩm lo khác nha. Rồi xong. Và đây là cái lo di động cuối cùng và cũng là cái lo di động mình thích nhất. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Thì cái đây là cái lo di động Bowsoling Revolverless. Thì với thiết kế nó rất là đẹp. Mình thích ở cái thiết kế nó là thiết kế lo 360 độ với lại là cái kiểu dáng này nè, mình sắp lên nó có cảm giác như mình sắp chiếc túi sắp nhìn rất là dễ thương các bạn. Nó thì nó có hai màu thôi nhưng mà màu sắc nó rất là tinh tế và đẹp, đó là màu trắng và màu đen, nhìn rất là sang. Tiếp đến là những cái lo có âm thanh khuếch đại cao hơn. Thì cái lo này cũng mình đang đứng kế, nó là Harman Onyx Studio 3. Thì cái dòng lo này các bạn có tất cả các dòng lo trên đây các bạn có thể đặt trong phòng ngủ, tại thiết kế nó rất là đẹp và nhỏ gọn tiện dụng. Thì cái dòng lo này thì ở mặt trước nó vẫn là màn lo là bằng vải nhìn rất là đẹp, còn mặt sau là bằng da thì nhìn rất là thiết kế rất là sang trọng với cái lo bát ở ngoài sau. Thì nó cái lo này thì vừa được tích hợp pin sẵn luôn, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên cắm dây trực tiếp đi, tại vì nó hơi bị nặng á nên nó hay hơn. Và cái tiếp đó là dòng lo của Harman Audio Studio 2. Thì cái dòng lo này á kế rất là đẹp nha các bạn. Nè, cái này là thay vì đó, những cái nút xung quanh á mình chỉnh là bấm, còn cái này là cảm ứng. Ở đây là cái bass. Đây là ống dẫn bass. Thì khi mà trong tối á thì các bạn có thể mở lên là nó có một cái dòng đèn ở trong đây nè, sáng lên rất là đẹp. Tiếp đó là cái dòng bow. Thì cái dòng bow này là Bowsound Touch 10. Thì cái âm thanh nó vẫn giữ nguyên được cái dòng bow. Nó rất là hay nha các bạn. Và thiết kế nè, hình chữ nhật rất là tinh tế. Các bạn có thể đặt ở ngoài phòng khách nhìn rất là đẹp mắt. Và tiếp đến là cái dòng B&O Play F3. Thì các bạn nhìn đây, nó có thiết kế hình ngũ giác rất là đẹp. Với cái vẫn là thiết kế chung những cái lo gần đây là thiết kế bằng vải bọc màn lo ngoài trước, rất là đẹp nha. Cái này hình ngũ giác thì các bạn có thể để như thế này hoặc là để đứng lên và để bằng những các cạnh của ngũ giác đều được. Và tiếp đến là cái lo tuyết cuối cùng là Harman Go and Lay. Thì cái dòng này rất là đẹp, để mình sắp lên nó hơi nặng nha các bạn. Cái này là cũng cắm dây trực tiếp luôn đây. Cái này vẫn là vải bọc màn lo và đặc trưng riêng của cái dòng Harman lo đã được kiểm chứng rất là hay, khuếch đại âm thanh rất là cao và tốt nha. Mình đã giới thiệu xong những cái sản phẩm lo hot nhất hiện trường hiện nay. Thì tùy theo nhu cầu sử dụng cũng như là vị trí đặt của các bạn trong nhà hay là các bạn đi du lịch dã ngoại rồi đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái chiếc lo ưng ý.
Và cảm ơn cửa hàng Bạch Long 297 Trần Hưng Đạo quận Nhất đã giúp cho mình có một bài review tốt như là tài trợ những cái sản phẩm ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.